sáu đấy, cái trong cái đánh lên trong trong trang web đó, mình đánh em bé Châu Thủ Sáu nó hiện lên cái bức tranh này, nhưng trong ý nghĩa của nó thì tất nhiên là người ta nói đến là cái cảnh làng quê của cái tỉnh Sáu, em bé đi chân Châu Thủ Sáu trong một cái nhất là bên trăng hoặc là gì đấy, thì tỉnh Sáu nó cũng rất là man mác, sẽ rất là hay. Nhưng mà nhìn vào bức tranh thì ta lại thấy đây này, chính nó tả lên mô tả tiếng sáo của Việt Nam hay đến mức Châu thì vỉnh tai nghe đấy, cái ý nghĩa nó hay ở cái chỗ đó. Cái ý nghĩa của bức tranh là nó hay ở cái chỗ là cái tiếng sáo mà làm cho Châu thì vỉnh tai nghe, còn cái tiếng đàn tất nhiên cũng hay, nhưng mà đàn lại gảy tai Châu nó lại chẳng chịu nghe. Thế nên mình ứng dụng bức tranh này, nếu như mình chỉ nói ý nghĩa là cảnh làng quê em bé chân Châu thì sao, đấy là cái nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng, ý nghĩa của nó là mình hiểu là chị sao nó hay bức Châu phải cần cái này. Vậy thì cũng chúc cho tất cả các em ở đây mai chị phủ hay thì Châu cũng phải nghe thổi sáo gọi được người yêu. Có bạn đến bảo thầy ạ, con chỉ thích con học là để con thổi, con gọi được người yêu mà thổi được nhưng mà gọi được nhưng mà phải mất thời gian gọi lâu lâu, mà học lâu thì người ai đi gọi được. Cũng có nhiều người yêu thích tiếng sáo thì người ta sẽ đến với bạn thế thôi.